Thưa quý vị, hàng ngàn hộ dân ở 5 xã tại huyện Củ Chi giờ cảm thấy bất lực khi suốt gần 20 năm qua họ phải sống chung với bãi rác ngày càng ô nhiễm. Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau đây của chúng tôi. Nói chung thì giờ mình là người dân mà đâu có nói được, thì cái chuyện của người ta làm thì giờ thôi thì mình cũng phải chấp nhận, mình chịu thôi, chứ thì giờ hôi thối thì cũng phải ráng chịu chứ, giờ không lẽ giờ mình dời đi đâu. Giờ người dân mình ở đây thì nói chung cũng thấp cổ rồi bé họng thì nói, thì nói chung người ta cũng là nhiều khi bây giờ cái hỗ trợ thì nói chung cũng có được cái bảo hiểm đó, có chứ không phải là không có. Bảo hiểm là của Tâm Sinh Nghĩa, thì người ta cho bảo hiểm là một năm như một lần, là mua cái bảo hiểm y tế á, chỉ có vậy thôi. Người dân thì mình ví dụ như có gì mình đi khám ở cái vùng này thì nói chung thì cách xa khoảng là cây số á, nói nước cũng nhiễm hết rồi, còn hôi thối này kia thì phải có rồi, chứ nói ở gần bãi rác thì nó không có là cái chuyện nó không đúng. Người dân đến nói chung người ta cũng thì ở rồi, lâu năm rồi, giờ ngày đất mình ở rồi thôi, chứ còn đương nhiên là người ta phải đòi hỏi cái quyền lợi của mình mà độc hại á, nhiều khi cũng nghe lâu quá rồi cũng mất từ từ rồi không nghe nói gì hết. Đó là chia sẻ của người dân sống tại khu xử lý rác Tây Bắc ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, rộng 687 ha, hoạt động từ năm 2003. Mỗi ngày xử lý khoảng 3.200 tấn rác theo hình thức tái chế, đốt rác và ủ phân vi sinh. Vẫn theo người dân, phần đông người dân sống quanh khu vực này đều là công nhân của khu xử lý rác, cho nên ít nhiều họ cũng dần quen với mùi rác. Chứ còn ở đây thì dân ở đây thì cái là người ta làm trong bãi rác thành ra nó quen cái mùi, người lạ lại là người ta hôi. Mình chấp nhận ở đây thì mình làm trong bãi rác đó rồi đó, giờ làm ở trong cổng thì cũng cả chục năm rồi, nó thành ra cái mùi nó cũng quen thôi. Nói chung thì rác phải khó chịu, điều mình ở lâu thì nó cũng quen, mà điều cũng ảnh hưởng vì lâu vì dài chắc có lẽ ảnh hưởng đó. Cái bãi rác bây giờ nó của nhà nước á thì người ta đóng cửa rồi, thì còn cái bãi rác tư thôi. Bãi rác tư là của Việt Ta với lại Tâm Sinh Nghĩa. Thế nhưng vẫn có người chịu không nổi sự độc hại của ô nhiễm, cộng với sự ngó lơ của ban giám đốc khu xử lý rác, nên đã phải nghỉ việc và lên tiếng đòi quyền lợi. Như chia sẻ của người công nhân làm việc 10 năm cho khu xử lý rác Tây Bắc. Bây giờ, cái việc ta là mình, cái độc hại nó rất nhiều. Đã rác mà, đúng không? Mà bây giờ chú nói câu nói vậy nè, không có tiền độc hại, không có tiền chuyên cần, không có tiền tất cả cái gì hết, không có cái gì hết. Nói bây giờ là tụi chú này mặn nay là mười mấy năm rồi, mà tất cả là điều công ty ép buộc hết, tới ngày lương mà nhà nước cho lên không cho lên luôn, em để thu lợi để nó ăn uống trong cái bộ nội bộ đó. Bây giờ chú không biết để thổ lộ với ai. Nó hôi bại, nó hôi thối, mà công nhân ở trong đó là không có tiền độc hại luôn. Công nhân làm trong này mà lại sao không có tiền độc hại, mất quyền lợi hết rồi. Chú mằng nay mười mấy năm rồi trong đó, mà tại sao cái người trực tiếp trong đó không có tiền độc hại, tiền chuyên cần không có, tiền xăng cầu không có. Nó rất là hôi, rất là thối, thối vô cùng, mà nó ép công nhân để làm nhiệm vụ cho đã xong công việc cho nó thôi, chịu không nổi phải nghỉ thôi. Nó ép chừng nào nghỉ, chịu không nổi là phải nghỉ. Ngoài ra, nhiều người mà chúng tôi hỏi đều thừa nhận mùi hôi là một lẽ, còn việc nguồn nước bị ô nhiễm lại là câu chuyện nhức nhối khác. Nước này xài ăn uống cũng được, là nó bị phèn. Cái phèn không chỉ mình giặt đồ với mình rửa chén đồ thôi, tắm rửa đồ thôi, chứ mình uống với mà mình nấu cơm đồ đó là không được. Đúng rồi, bắt buộc hứng cái bồn nước đằng đẵng đó, bồn nước đó hứng về đang bỏ tủ lạnh đang mình uống. Còn mấy thì mà người nào ấy thì người ta đi đổi nước về người ta uống. Chứ cái nước là xài là chỉ tắm rửa giặt đồ thôi, rửa chén. Chứ do gạo mình nấu thôi, chứ mình mà để mà mình đưa nước vô đằng mình nấu cho cơm chín luôn là cũng không được luôn. Ở đây xài không được cái nguồn nước ngầm đó. Nó đục mà, nó đục ngầu luôn lên hoàn không à. Rồi nó lóng đêm tới sáng lại thì nó đóng cục 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 cục. Nước nó dặn nó cà cạn 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 vậy.
Nước giếng người dân khoe để dùng, bây giờ ô nhiễm nặng như thế. Nhưng nhà nước gần như không có giải pháp xử lý, chỉ tạm thời hỗ trợ nguồn nước chung cho cả khu vực với hàng ngàn hộ dân sinh sống. Cái nguồn nước sạch á, 5-7 ngàn lít gì đằng kia, người dân thì cứ tập trung rồi đó hứng về xài uống. Còn cái giếng mà khoan á, cũng mình xài hàng năm nhờ đó là nó nói chung nhiễm rồi, mình chỉ giặt giũ rồi vậy thôi chứ còn không có nấu nướng gì được đâu. Cho nên nhà nước là cũng hỗ trợ cho cái thùng uống đặng á, có xài gì thì đó vậy thôi, thì tôi chỉ có ý kiến góp nhiêu đó thôi chứ còn ngoài ra thì cũng không có hỗ trợ gì. Nhiều khi thì nó đứng gió thì thôi, thì nó có gió là một cái rồi thôi, là kể như là mình không thể nào chịu nổi, nhưng mình cũng phải ráng. Mà nó xả ra ngoài kinh là nó đen, họ là kiểu như mỗi khi bà biết là nước đen là biết đen luôn á, nó thẳng là như con mực, cái mực á, mực nó đen kịnh luôn vậy đó. Hồi xưa ở đây cái kinh này nó trong như mắt mèo luôn. Giờ giếng này, giếng tôi phan tới 75 mét mà mạch nước ngọt ngon làng hoàng, mà nay là bị nhiễm rồi nè, giờ chẳng bị van lại giếng khác. Tôi giờ tôi phải nấu nước nóng tôi uống không. Đường cùng là giếng, giờ là nói thật là đường cùng là cái nào bữa nào tôi cũng nấu, giờ tốn tiền điện nhiều rồi tốn, chứ là nấu nước nóng là uống. Giờ cũng đang chuẩn bị để coi để phan lại giếng mới. Hồi xưa là mình bơm lên nước nó trong như mắt mèo, mà nước nó ngọt. Mà nay tháng mấy nay là nó ngã lại cái màu nó ngà ngà, cho nên là mình phải nấu mình uống. Cho nên giờ mình phải chịu thôi. Giờ mình người dân mà làm sao mình nói được cái gì.